còn gì cả. Nhà cháy hết rồi. Cả cái két sắt mà nó cũng nóng chảy vẹo ra. Ở trong đó để một số gia tài vàng bạc của mẹ, nó cũng đã chảy nhão hết cả. Mẹ nói chuyện nhà nhỏ tí, đâu có gì đâu con. Thế thì mẹ ơi, vậy chuyện gì đối với mẹ mới là chuyện to? Chuyện nhà bé thôi.